Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Thì cũng có rất là nhiều anh chị và các bạn theo dõi các cái video trên kênh Đồ Việt Nam của mình và có để lại một số cái ý kiến, thì trong đó có cái câu hỏi như thế này thì không biết là hiện tại bây giờ Robby có hỗ trợ kinh doanh online với các cái sàn thương mại điện tử như là Tiki, Lazada và Shopee hay không. Ý của bạn hỏi là như thế này: khi mà lấy các cái sản lấy hình ảnh sản phẩm ở trên sàn thương mại điện tử của Robby đem qua bên Tiki, Lazada hoặc Shopee đặt trên các gian hàng đó bán, và sau khi mà có đơn hàng đó thì Robby có hỗ trợ vận chuyển đơn hàng hay không, thì câu trả lời của mình là có các bạn. Tại hiện tại bây giờ tại kho của thành phố Hồ Chí Minh thôi thì Robby hiện đến hiện tại bây giờ luôn mới có thông báo ngày nay luôn các bạn, ngày 20 tháng 10 luôn, thì Robby mới vừa có thông báo là sẽ hỗ trợ đóng gói và dán mã vận hành vận chuyển hàng hóa từ các cái sàn thương mại điện tử như là Tiki, Lazada và Shopee. Thì cái hình thức đó như thế nào thì các bạn cùng theo dõi sau nha. Bước 1, các anh chị kinh doanh tại các sàn thương mại điện tử như là Lazada, Shopee, Tiki, vân vân. Địa chỉ tại địa chỉ trung tâm xử lý đơn hàng của thành phố Hồ Chí Minh, cổng số 1, kho Robby, 54 Nam Hòa, Phước Long A, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì sau khi mà các bạn đã đặt cái địa chỉ nhận hàng ở trên các sàn thương mại điện tử kia rồi, kèm với hình ảnh sản phẩm rồi đó, thì sau khi mà có đơn hàng, sau khi có khách hàng đặt hàng trên các cái sàn thương mại điện tử kia, thì các bạn phải làm thêm một cái bước thứ hai nữa là các bạn lên trên app của Robby á, các bạn đặt hàng cho khách hàng với các cái thông tin mà khách hàng đã để lại ở trên sàn thương mại điện tử, các cái sàn thương mại điện tử kia. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào trong cái mục lựa chọn đó là nhận hàng tại kho và sẽ thanh toán đơn hàng. Như vậy thì cái này các bạn sẽ thấy thanh toán tiền trước rồi hàng mới đi sau. Rồi sau khi các bạn làm xong cái bước đó thì và bước thứ ba là các bạn sẽ kết nối Zalo với Robby FC Hồ Chí Minh qua số điện thoại là 0782940480. Và các bạn sẽ cung cấp bill điện tử của sàn, tức là các cái sàn thương mại kia, và mã đơn hàng của Robby các bạn đã lên ở bước 2 đó, tức là các bạn đã lên ở trên app của Robby đó. Sau khi các bạn cung cấp bên kia xong thì cái bước thứ tư là Robby sẽ tiến hành in và chuyển hoàn thành đơn ở trong Robby, thành đơn hàng của bên Robby. Và bước thứ năm đó là Robby sẽ chờ bên shipper của các sàn kia tới lấy hàng tại kho và vận chuyển tới cho khách hàng đó. Thì như vậy các bạn đã thấy là Robby đã có một trong những cái kết nối nhằm giúp cho người bán hàng có thể là dễ dàng tiếp cận, có thể là đăng bán ở trên các cái nền tảng khác. Có thể là nhiều người đang quen bán hàng với trên sàn thương mại điện tử của Shopee, Lazada, Tiki. Thì có thể là các bạn có thể là quen trên đó. Thì bây giờ muốn bán hàng ở Robby thì các bạn cứ lấy sản phẩm về, các bạn đăng kia các bạn bán. Tuy nhiên với điều kiện là các bạn phải là đăng ký user là cộng tác viên hoặc là đại lý của Robby thì các bạn mới có được một cái app của Robby để các bạn lấy cái sản phẩm kia rồi các bạn đem về trên kia các bạn bán ha. Khi có đơn hàng thì là sẽ có đơn hàng của các bạn thôi. Thì mình thấy là Robby nó đã có một cái bước hợp tác rất là quan trọng để mà giúp cho tất cả các người bán hàng có thể là dễ dàng tiếp cận với khách hàng. Và như đợt cái video trước thì mình cũng có nói là Robby cũng đã thông báo là trong tháng 12 Robby sẽ ra một app dành cho người mua hàng nữa. Khi mà Robby có sự hỗ trợ kinh doanh giữa các sàn thương mại điện tử rồi với một cái app nữa thì mình nghĩ cái người bán hàng sẽ hưởng lợi nhiều hơn. Tuy nhiên hiện tại thì sẽ có nhiều anh chị cũng đang bối rối và băn khoăn thì khi mà Robby đã tiến hành thu phí sàn, và đối với những anh chị mà người cũ mà không có ra được đơn hàng thì các anh chị cảm thấy là bất công và các anh chị sẽ có các và các anh chị sẽ rời khỏi nền tảng của Robby. Và đối với những người mới thì có thể là các anh chị sẽ thấy đây là một cái nền tảng cũng có thể là kinh doanh được, tại vì hoa hồng nó cao, có thể là kiếm được thu nhập được. Tuy nhiên khi mà mới bước vào các anh chị lại thấy là chúng ta lại phải đóng cái tiền vào. Các bạn hãy hiểu như này, Robby đã bỏ ra đầu tư một cái nền tảng công nghệ rất là nhiều tiền và quảng bá thương hiệu để mà nhận diện thương hiệu của Robby để giúp cho những cái người khách hàng người ta biết về Robby là cái gì. Thì khi để người bán hàng người ta nói về tôi đang bán trên sàn thương mại điện tử Robby thì khách hàng sẽ biết thì tôi đã có nghe cái sàn thương mại điện tử rồi, tôi thấy quảng cáo rất là nhiều rồi, và có thể người ta khách hàng sẽ tin tưởng hơn. Nên do đó Robby đã bỏ ra một số tiền rất là lớn, nên do đó là cần phải có một cái số tiền để mà vay vòng để mà duy trì lại một cái nền tảng.
Thì ở đó mình nghĩ là Ruby hay là một số nền tảng nào nó cũng phải làm như vậy hết các bạn. Nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ khi mà chúng ta vào là chúng ta có quyết tâm chúng ta có bán hàng hay không. Các bạn cứ nghĩ là khi mình vào thì mình sẽ lấy bài mình đăng lên Facebook, lấy bài mình đăng lên Zalo thì có người ta sẽ mua, người ta biết người ta mua. Tuy nhiên Ruby lúc đầu đã xây dựng một cái nền tảng là một nền tảng dòng sản phẩm tư vấn, tức là phải trúng đích người mua, đáp ứng được nhu cầu của người mua, chứ không phải là lấy hàng đem cho những người mà không cần, giống như là bán lượt mà bán cho thầy tu thì làm sao mà ai mua, đúng không các bạn? Nên do đó là phải đúng cái đối tượng. Thì Ruby đã xây dựng một cái hệ thống, tức là kinh doanh sản phẩm dòng sản phẩm tư vấn. Tuy nhiên để cho người bán hàng dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn thì Ruby đã có những cái động thái mạnh mẽ hơn, tức là xây dựng phát triển công nghệ mạnh hơn. Nên do đó là bắt buộc phải có cái chi phí của người bán thì mới sử dụng được cái app của Ruby. Có nhiều anh chị thì mới vào thì thấy tôi đóng tiền như vậy thì thôi không vào nữa. Cái đó là tùy suy nghĩ của mỗi người, tại sẽ có nhiều người người ta sẽ quyết tâm ta làm, và cũng có nhiều, mình biết sẽ có nhiều anh chị sẽ thấy như vậy đó là một cái rào cản nên các anh chị sẽ không tham gia. Còn nếu mà các anh chị nào muốn thật sự quan tâm, các anh chị có nhiệt huyết, các anh chị muốn kinh doanh thì mình cũng để một cái link cho các anh chị dùng thử miễn phí 7 ngày ha. Thì các anh chị sử dụng cái link này, các anh chị đăng ký cái tài khoản, thì cái tài khoản này đăng ký cũng hoàn toàn miễn phí thôi chứ không có phí gì hết các bạn, tại vì cái app trải nghiệm miễn phí mà. Thì các anh chị sẽ trải nghiệm thử là ở trên cái app nó có cái gì, những cái sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm này nó có chất lượng hay không, nó sản phẩm từ đâu, thì các anh chị có thể là các anh chị biết được ha. Rồi khi mà các anh chị đã xem xong rồi, nếu các anh chị có những cái thắc mắc gì á, hoặc là những cái vướng mắc gì, các anh chị có những cái nghi ngờ gì thì các anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Đô nha. Thì Đô sẽ tư vấn, hỗ trợ cho tất cả các anh chị các thông tin về nền tảng của Ruby. Thì mình sẽ để lại một cái đường link đăng ký miễn phí dùng app 7 ngày với lại số điện thoại của mình ở dưới phần mô tả. Các anh chị cứ liên kết Zalo với mình khi mà các anh chị gặp những cái vấn đề, những cái thắc mắc, những cái khó khăn trong vấn đề tìm hiểu với Ruby. Rồi thì đó là một số cái cập nhật mới nhất từ sàn thương mại điện tử Ruby mình muốn chia sẻ ở video này ha. Nếu các bạn là một người mới ghé qua kênh Đô Việt Nam thì hãy giúp mình đăng ký kênh và like, share video này để cho mọi người cùng biết và cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thành công trong việc. Bye bye nhé.